nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cách để implement deep learning model trên thư viện Keras, sử dụng bài kè là TensorFlow version 2. Thì chúng ta có ba cách, đó là bao gồm là SQL, Functional API và Model Subclassing. Chúng ta sẽ đi từng phương pháp một. Phương pháp thứ nhất là SQL. Thì SQL có nghĩa là các layer sắp xếp theo thứ tự nào đấy, thì mình sẽ sử dụng các cái layer đã được tích hợp sẵn trong cái thư viện kế đạt và thực hiện bằng lệnh khởi tạo module và lệnh add từng layer vào theo thứ tự của kiến trúc module mà mình muốn thiết kế. Thì đây là cách đơn giản nhất để thiết kế mô hình machine learning hay là deep learning, chính vì sự đơn giản để sử dụng của phương pháp này này thì nó cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Chúng ta có thể thiết kế những mô hình đơn giản theo kiểu stack lớp 1, lớp 2, lớp 3 xếp chồng lên nhau. Còn muốn thiết kế các cái mô đồ kiểu chung chung, mô đồ có nhánh, nhiều input output thì không thể làm được. Thì chúng ta thử thực hiện một cái ví dụ như sau. Đầu tiên là mình add các cái bài viết cần thiết này. Đây là mình cái nốt Jupyter nốt mình có thể chạy đến này. Thế để thực hiện nối đô bằng SQL thì ta phải import các cái bài viết cần thiết trong cái thư viện kế hoạch dưới cái bài kèn TensorFlow này. Đầu tiên là mình phải khởi tạo một cái object module. Đấy, module bằng SQL. Thêm lần lượt các layer. Đấy, từng layer một. Trong ví dụ dưới thì cái module MySQL module là sẽ chứa một layer convolution để đến relative layer. Và tiếp theo sau là Sommar Classifier. Thì Sommar Classifier là sẽ là đầu tiên mình sẽ flatten cái output của cái khối này trước đây và dùng một cái lớp fully connected và kết thúc là bởi một cái lớp active function loại số bắc cho bài toán classifier. Kết thúc mô đồ được xây dựng sẽ như mong muốn, là chúng ta sẽ trả về một object vừa tạo ra, tức là khi xây dựng mô đồ thì mình sẽ return cái mô đồ, return cái instance object này. Đấy, đây 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 là cái hàm để tạo cái mô đồ mình mong muốn. Đầu tiên mình khởi tạo này, sau đó là đây thì mình sẽ định nghĩa một cái biến biến để chứa các cái thông tin kích thước và chiều cao, chiều rộng và chiều channel, chiều sâu. Thêm lần lượt các cái layer vào này bằng cái lệnh add này, bằng cái function add này, thêm sau mặc vào sau mặc classifier này theo thứ tự này, và mình phải tạo về module đấy. Và để khi sử dụng thì mình chỉ cần gọi cái my function này, my function cùng các cái tham số đó vào. Ví dụ đây mình thử in ra bằng cái lệnh summarize của Keras này thì module sẽ trả ra tin về các layer như mình mong muốn. Thì cái lệnh summarize này sẽ cho biết mình biết là tổng các cái tham số này, các cái tham số có thể training này và các cái tham số không training này. Đây là phương pháp thứ nhất, phương pháp đơn giản nhất là dùng SQL, và phương pháp thứ hai là dùng Functional API. Thì Functional API này thì sẽ phục vụ cho trong các những trường hợp này, dù thiết kế lấy ở trong chúng này có nhánh này, hoặc là input nhiều đầu vào output nhiều đầu ra. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng functional API để tạo một mô đồ phức tạp hơn bình thường,
tạo một mô đồ với nhiều input và nhiều output, dễ dàng định nghĩa nhánh trong kiến trúc mô đồ, ví dụ như các cái kiến trúc của Inception này, RedNet này, và thiết kế các cái mô đồ dạng kiểu graph, và dễ dàng chia sẻ lấy dùng chung trong kiến trúc mô đồ. Hơn nữa, bất kỳ mô đồ SQL nào thì ta cũng có thể được tạo từ cái phương pháp functional API này. Một số ví dụ mô đồ có tính chất functional là bao gồm RedNet này, GoogleNet này, Inception này, Inception này, QueryNet này. Thì ví dụ mình ở đây là mình sẽ thực hiện các cái block module như là convolution module này, inception module này, now sampling module này. Đấy. Thì để thực hiện, để hiểu rõ những cái cấu trúc này thì mình đi comment là sẽ đọc cái bài báo này. Going to deeper with convolution thì sẽ hiểu được tinh thần của cái phương pháp functional API để thiết kế những cái mạng kiểu nhiều khối block tương tự, các cái mô đun tương tự rồi nối tiếp nhau như thế này. Đấy, rẻ nhanh, nhiều input nhiều output, rất là khá phức tạp. Thì đầu tiên thì mình cũng sẽ thiết kế những cái module này, cơ bản những module này với cùng sẽ được thiết kế từ những cái layer có sẵn của thư viện Keras. Đây, ví dụ đầu tiên là mình sẽ định nghĩa một cái hàm là để thiết kế một cái mini GoogleNet functional theo kiểu functional nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ định nghĩa cái convolution module. Convolution module này sẽ nhận là các cái tham số đầu vào như thế này. X là input, cái là số lượng feature của convolution. Cái là sẽ là kích thước của kernel, style và chiều kênh và padding, kiểu padding là same, có kiểu padding valid. Đấy. Thì để định nghĩa cái khối block này theo thứ tự là định nghĩa cái block này là sẽ có convolution, path normalize và tiếp theo là sẽ là reload activation. Thì cái cấu trúc chung của cái này ấy, là nó sẽ có một cái input đầu vào này, và input đầu vào sẽ được truyền đây trong một mặt x, và phía trước là sẽ là các cái layer mình thiết kế các layer cũng như các cái truyền vào các tham số đấy, và giá trị x tiếp theo sẽ là output của cái lớp layer này, và x output này sẽ là input của layer tiếp theo. Ví dụ x đây sẽ là input của layer path normalization. Cái này nó sẽ nhận vào cái parameter argument là sẽ từ trên tay truyền vào, và tiếp theo tương tự như thế đấy, x của bạn trong online sẽ là input của cái lớp activation. Và lưu ý là mình sẽ return block là bằng cách return là output của lớp cuối cùng, return cái output của lớp cuối cùng đấy. Tương tự thì mình sẽ implement vào cái khối block inception module và có các cái tham số như thế này, là số lượng feature của convolution 1, convolution 2, tại vì cái này là gồm có hai convolution này, hai convolution module. Và cái convolution này là không phải convolution của cái đó, mà convolution module của mình đã thiết kế trên này. Đấy. Thì mình vì mình thiết kế rồi nên mình có thể sử dụng nữa bằng cách gọi 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 cái này, gọi 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 cái hàm này đó, gọi gọi cái hàm này với các cái tham số truyền vào là giống như cái này là nhánh một, nhánh hai, và mình sẽ
hai cái ngành này theo cái chiêu chiêu kênh đấy. Thì cái hay của cái này là mình sẽ có thể dùng cái con kết nét theo cái cú pháp như thế này đó. Và đó là cái x, x là cái con kết nét của output của nhánh 1, nhánh 2 và theo con kết nét theo cái chiều kênh. Và mình cũng sẽ return cái output của cái lớp cuối cùng. Tương tự thì mình định nghĩa cái DAO sibling module. Đấy, thì nó là sẽ là có một convolution module và có một cái polling và một nhánh convolution này, một nhánh polling này, cụ thể là mark polling này 2D này và còn kết nét theo cái chiều channel. Thì tương tự như cái inception nói, mình sẽ đầu tiên mình sẽ định nghĩa cái convolution, sau đó polling và cái convolution, nếu mình nhỉ, cái polling này là lượng có sẵn này, mà polling còn cái convolution này là mình dùng cái module định nghĩa như thế này đấy. Thì cú pháp của nó thế này, x đây thì mình sẽ truyền vào x đây, nó không phải là x đây như cái định nghĩa có sẵn, và tương tự mình trả lại x thôi. Và để mình sẽ thiết kế một cái module à, đấy là mình sẽ định nghĩa các cái block nhỏ trong một cái module có tên là mini GoNet functional. Thì tiếp mình định nghĩa tiếp cho cái này là gồm có các cái tham số cần thiết như là input shape này. Đấy, đấy mới là định nghĩa của cái module lớn, module chính đấy, định nghĩa module này, input này. Đây, đầu tiên là sẽ convolution module này, rồi hai inception này, đảo xiêm link này, x này, rồi nó sẽ nối tiếp nhau. Output của lớp trước sẽ là input của lớp sau đấy. Tiếp theo là sẽ bốn cái inception module này, theo sau bởi một cái đảo xiêm link này, đảo xiêm link module này đấy. Tương tự là hai inception này, tiếp theo là số mark này. Module, lưu ý là cái tạo module này là mình sẽ có một cái module và sử dụng cái prototype là module này, input này và đầu ra là x này, tên và return module này. Đấy, lưu ý cái này này. Thì mình để tạo thì mình sẽ gọi cái tên của định nghĩa này thôi, mini google functional, và gọi cái summarize cái tên đầu vào là cái tham số cần thiết đấy, đầu vào gồm những gì, đầu vào dùng chiều rộng, chiều cao, chiều sâu và số lượng output class. Output đấy là sẽ là cái output của cái polygonetic ở cái block classification này. Thì mình sẽ thấy được cái kiến trúc qua cái hàm summarize của model. Cách thứ ba là modeling, model subclassing. Cách thứ ba để thực hiện một deep learning model và sử dụng một đồ subclassing. Thư viện kể ra thì model là cái class model là cái class bấy cái lát ấy. Theo hướng hướng đối tượng thì mình sẽ thực hiện các cái custom module trên cái module bấy này. Đây đấy, cái là tận dụng kiểu lập trình hướng đối tượng. Đấy, kiểu này là như thế, nếu ai quen với lập trình các cái ngôn ngữ hướng đối tượng thì sẽ dễ hiểu. Đấy, mình sẽ định nghĩa một cái class và sẽ kế thừa từ cái lớp module của cái class. Và trong này mình sẽ định nghĩa cái syntax của nó. Đầu tiên mình sẽ định nghĩa cái instruction đấy, instruction, và trong này thì mình sẽ gọi cái instruction của cái lớp 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 giá lớp lớp, 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 lớp mình kế thừa tới đó đấy, bằng cái support này rồi
tên module con này, tên cái class con này, cell này, công việc initial là rồi, trong này mình sẽ vì là construction mà constructor này là mình sẽ định nghĩa các cái thuộc tính, các cái thuộc tính hay nói là các cái layer custom layer trong cái module này, class module mới này, mini VGGNF module thì nó sẽ gồm cả cái convolution này, activation, bad normalize convolution này, kiểu như thế. Thì tương tự mình sẽ có thiết kế cho cái block thứ hai, đây là block thứ nhất, block tiếp theo là sẽ là funit, block thứ ba, block cuối cùng. Đấy. Và cái thứ hai là mình sẽ phải định nghĩa một cái hàm call khi mà cái lạp layer đã được định nghĩa thì chúng ta cần phải định nghĩa cái luồng luồng dữ liệu xử lý trong cái module này như thế nào bằng cách định nghĩa vài cái function call, cái pháp call cell này input như thế nào. Đây, đầu tiên hãy input sẽ vào cái lượng convolution thứ nhất, rồi tiếp theo là active, rồi bad normalize. Đấy thì cũng tương tự như cái phần sequence đến functional đến thì output của lớp này sẽ là input của lớp sau và tương tự như thế cho đến hết cái đục model và trả ra x. Đấy thì đây mình sẽ thực hiện một cái script để trên các cái training các cái mô đồ được tạo ra từ ba phương pháp trên. Đây là mình sẽ chạy khởi tạo các cái giá trị để chạy training script sử dụng cái data từ cái data mấy cái lạp này. Đấy, được đăng lệnh này để lọt data normalize về 01, sau đó thì mình sẽ dùng về silent learning, thực hiện silent learning để pre-processing, dùng image data generator để generate data trong quá trình training. Cái này là một phương pháp regularization trong kỹ thuật deep learning. Mục đích là để tạo được cái model tốt hơn. Tức là mình sẽ cố gắng làm cho model học được feature một cái robot hơn, một cái linh hoạt hơn. Thì ở đây thì mình cùng tạo đầu tiên tạo một cái mô đồ theo kiểu thứ nhất này, MySQL này, rồi khai báo các cái khai báo cái thuật toán gradient descent này, stochastic gradient descent này để học này, rồi đâu combine này, combine là định nghĩa hàm load này, hàm optimize này, metric này, rồi đầu tiên mình fit thường thì fit generator, bởi vì mình trong này mình sẽ sử dụng cái argumentation đây, argumentation của class image data generator, nhưng mà với TensorFlow 2 thì mình có thể dùng fit thì mình đã hiểu đấy. Thì quá trình training đây mình sẽ chạy khoảng 60 epoch để xem cách nó tên thôi chứ mình không quan tâm kết quả. Đấy, tương tự thì module kiểu hai đây mình dùng kiểu functional đây thì cùng hàm, tương tự mình sẽ lưu cái giá trị vào cái history của hai, history hai, cái trước là history một, và phương pháp thứ ba là phương pháp module subclassing thì sẽ là mình khởi tạo một cái object mini VGNN model.
vậy bốn là số label tương tự như thế. Script thì giống nhau và mình lưu vào cái hạt mã và đang training đấy, nó đang train đấy. Hiện tại thì mình chạy trên cái Jupyter Notebook nên nó đang train. Và tương tự như thế thì mình sẽ dùng cái thư viện Scilab để đánh giá mô đồ, như là dùng thư viện là Matplotlib library để vẽ ra đồ thị, load function này, value function này, accuracy training, validation accuracy. Thì mình xem một cái ví dụ kiểu như thế này.